được rồi. 1 2 3 được rồi. Được rồi. Đấy nó phải nên dây nên phút thế này thì không nó quay này để cho họ nhìn rõ mặt cái gì đấy, để cho cái dọa vào là không phát hiện ra mặt. Hết rồi. Mày cứ phun lên bao giờ nó hết một vòng, một vòng nó là bao nhiêu? Nhìn nó quay chưa? Thằng nó có mấy phút chứ đéo. Quay cả người luôn trong này.